Con này chết rồi đấy, ăn uống gì? Ơ, chết rồi thôi. Làm thêm cả món tiết canh à, mau đây. Vâng, làm món tiết canh luôn anh ạ. Từ bé giờ tôi mới nghe thấy tiết canh cá sấu. Anh em làm tí ốc cá sấu này. Làm tí ốc cá sấu, làm chẩm chéo, nước chấm thần thánh. Anh đăng ký xin một miếng rồi. Ok luôn. Để lát về làm cái dê lưng. Để anh em thử nghe chạm vô nha. Mời anh em nha. Nhìn hấp dẫn thế. Một, hai, ba. Mời đại gia đình nha. Bắt đầu. Anh mình thích nơi là anh dùng mà mọi đây tất cả trật tự bình thường. Hãy làm dây một tí đó. Hai phút là quá lâu. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại Ao Vua Ba Vì Hà Nội các bạn ạ. Thì hôm nay mình đưa em Nga Sumo đi đến giao lưu với lại là anh em Tam Mao TV. Đấy, à. Em nhìn thấy đây giới thiệu với em, đây là biệt phủ dạ, của Mao Ga. Dạ. Đây là có số nhà là 44 đường Ao Vua nha cả nhà. Đây là số 444 đường Ao Vua. Đây là mình khám phá biệt phủ nhà Tam Mao Tam Đệ. Đây là khu đại bản doanh đây. Nhưng mà nghe nói là như mình có anh Tam Mao có mấy căn nhà lần không? À, nhà thì ra rất là nhiều. Wow. Chào tráng sĩ nhá. Hi, hello anh. Dạ. Hôm nay là đưa chú đi gặp trực tiếp đúng anh em gặp đúng idol. Dạ. Thật sự là em xem chị mà em bây giờ nhìn không thấy không tin được mắt mình thôi. Thật sự luôn. Vậy bữa nay có gì để trải nghiệm để tin không ta? Em đã chuẩn bị sẵn 50 cân hàu. Wow. 50 cân hàu để ăn sáng súc miệng nó. Sáng no luôn ha. Xong rồi súc miệng. Chị xúc miệng bằng bia hay là bằng bia thì nhà rất là nhiều. Cây nhà lá vườn đi anh tâm màu. Cây nhà lá vườn thì ở trên kia em còn nuôi có thú cưng nữa. Pet. Nếu mà cảm thấy là 50 cân hàu mà chưa đủ thì làm luôn con pet nha. Em không ăn thịt cày. Không. Con pet này nó lạ lắm hả? Tiền sử. Ghê. Nghe các căng dữ vậy ta. Con gì mà nghe có vẻ hoang mang ấy nhỉ. Bây giờ tôi anh chị vào nhà uống nước ra. Dạ. Cái này con pet đấy sẽ bí mật. Bí mật. Nghe mình có vẻ rung quá ha. Chưa ăn sáng thầy mình cũng đói. Wow, ổn mì. Nhưng mà cái bánh mì này thì bánh mì ngon. Đây, Mao Đệ ngồi ra đây. Dạ. Bánh mì thịt. Ồ, không có bơ với pate nữa này. À không. Oh. Ở đây chắc là có cái bây giờ muộn rồi, có cái loại gì thì ăn loại đấy thôi. Để thử xem nào, loại gì đây. À. Đây này. Cái đó là gì? Mayone mới thịt vậy à. Bơ. Pate em hỏi cái nhà pate. Cái nhà lá vườn. Cái nhà lá vườn của ở đây không kiểu như ở trên thành phố. Vâng, chị cứ dùng đi. Đây, mỗi anh em làm cái. Mỗi người làm mỗi nha, mời cả nhà. Mời cả nhà nhá, anh em ăn sáng á. Chị Nga xúc miệng chụp cái bánh mì trước thì có không? Đó. Ngon hả? Ăn ngon không chị? Được không? Dạ, dạ. Tại vì nó... Nó đây. Nó hơi... Đây, gặm một cái đi. Hơi buồn. Ngon. Em không ăn hết một cái đâu. Thôi anh em mình cưa đâu. Thôi, cứ mỗi người một cái đi. Đôi, mình đâu. Tại còn em cũng ăn rồi. Mời tất cả mọi người nha. Mao Đệ nhìn này thôi nhưng mà mồm cũng rộng phết đấy. Cẩn thận ông cà phát được giấy rồi. Đầu tiên em chăm chỉ lắm. Thật sự là không tin rồi. Nhưng mà từ lúc không biết là mình đam mê về món nồng độ có cồn hay sao, từ lúc thấy video của chị uống 6 chai bia mấy giây ấy, là bắt đầu xèm. Đây là ăn thức nhậu đúng không? Thích lắm.
xong rồi. Anh em bọn anh mỗi lần gặp nhau xong là sẽ gắt gao ngửa khi là. Chưa đấy chị, tôi chỉ cũng vừa chưa, không vừa cốc. Mời bao nhiêu? Tôi chịu. Tầm mà hai cốc không là đã bắt đầu muốn gọi là đi ra gọi người yêu rồi. Mình hay gọi người yêu phải ơi. Đúng không? Bánh mì giòn, dẹp dẹp nó giòn con. Nó là bánh mì này thì tầm đúng là tay to là mới mì ngon đấy. 6 lon bia thì mình phải uống hết trong vòng khoảng tầm 30 phút thì hết được. Đây người ta tính khoảng 30 giây 40 mấy giây nhỉ? Hồi tối qua có người gọi tên Hải. Anh ha, em cũng giật mình luôn á. Dạ. Nó là uống 20 lon trong vòng 1 phút, em uống được. Em đáng sợ luôn, em hết hồn. 20 lon trong 1 phút. Từ hôm nay không muốn ra thì rất nhiều người gọi điện để muốn giao lưu. Nhưng mà toàn giao lưu bằng mõm thôi, toàn chém gió. Nhưng mà này, bản lĩnh thực sự mà 20 lon bia trong vòng 1 phút thì... Không có. Không bao giờ có. Đúng rồi. Tại vì em chưa thấy qua bao giờ hết. Mà mình tính cái thời gian thôi, cho 3 giây đi. 3 giây, em cho là 1 lon 3 giây luôn á. Là 10 lon nó 30 giây rồi. Đó, bây giờ anh em mình đổ từng này nước vào một cái ống còn mất lên nhiều thời gian hơn. Mà theo khoa học á là cơ thể một con người á là một ngày chỉ có được 3 lít nước tối đa thôi. Rồi nếu mà anh nạp 20 lon là anh quá nhiều luôn. Nó vô đường chịu không nạp 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 từ sáng đến chiều cũng được. Dạ, còn hôm nay mà anh nói là, anh nói trong vòng 1 phút luôn là em thấy em giật mình luôn. Cái anh Hải mới nói là vậy anh muốn đăng ký tham gia thử thách thì anh gửi video với hình ảnh cho tụi em. Nhưng mà khoảng anh nói là 30 phút nữa gửi. Để gửi cho anh. Nhưng mà chưa thấy gửi. Chưa. Đợi tối qua anh giờ rồi. Thích anh như là sữa vậy. Không. Chú thích đáng lắm. Chơi bổ nữa là. Rồi. Rồi như chị ăn thế này thì chú nữa ăn hầu thế nào? Dạ, chắc được á. Thế mới hay. Thật sự hôm em xem thì em cũng bén bụng lên xem thật sự là nhìn quả eo của chị bây giờ kéo bé hơn eo eo con kiến mà bằng nhau em. Thế mà eo bao đệ là bao nhiêu mà... size bao nhiêu một phần quá bụng còn to hơn à bụng của chị nhưng Nga mà thật sự là em hỏi một câu thôi chứ đúng không nhưng mà ăn xong thì nó chứa. Ai cũng hỏi vậy, em đấy, không biết. Cái câu đấy là cái câu mà ai cũng hỏi. Ngày nào cũng có người nào hỏi á. Gần như là chị Nga là có một cái khả năng đặc biệt. Đúng không? Ăn không còn phải là gọi là ăn khỏe nữa rồi. Gọi là khả năng đặc biệt. Em ăn số lượng quá nhiều rồi. Cái bụng em mất cái phần lên một xíu rồi. Là rất là nhiều á. Khoảng tầm 4-5 kg á. Phần lên một xíu. Năm con heo 5 kg nhỉ? 5 kg mà... Ăn hết luôn. Thật sự là... sợ luôn, không biết là đi đâu nữa. Mà đệ là... ăn tít lên đi. Mà đệ nhìn nhìn nó tịnh thì Nga từ nãy giờ cảm giác như cái mất hồn. Chị cứ thấy người gọi ăn ác quá. Ờ. Trong video nhìn to lắm. Vâng. Nhìn chị kiểu em nghĩ là... Tí hai chị em cân thêm ai nặng hơn nhá. Em thắng nào. Nga. Em thắng chứ. Mà đệ bây giờ được bao cân? 26 cân. 26 cân à? 26 cân, từ Nga 45 cân. Rồi. Bây giờ lại còn bị giảm rồi. Giảm xuống 42 cân rồi. Mấy hôm nay đi chơi Tây Bắc với mình là không quen đường đèo núi. Với nhiều khi là những cái đồ ăn ở trên Tây Bắc ấy. Ngủ ít nữa. Ngủ ít. Mới rồi em chăm chị ăn mấy bát trên cao. Ăn là 2 cân trên mỡ. Dạ. Xong ăn mấy bát cơm nữa. Dạ. Người ta gọi là khuyến mãi đấy. Khuyến mãi con nớt con nớt ăn ăn đang gì để ăn thịt mỡ cùng hội sơn dược đấy bác đấm thép sơn dược dạ cũng bo thêm bát cơm. Thôi anh chịu rồi, anh thì làm một cái thôi còn quá trời nào. Vâng, để tí cho anh em kỹ thuật. Đây là chị Nga xúc miệng à. Tính ra để cho. Bây giờ lát nữa thì Mao Đệ sẽ thử thách là ăn bao nhiêu con hàu? Dạ bác. Khả năng hết cỡ là bao nhiêu con? Ngày trước hết cỡ được
34 con gì đấy. 33, 34. Thế là mau ca. Em á? Em chắc độ tầm 3-400 con. À! Kiểu như cái em lo. Ông mõm kia bảo là lại mõm à? Lo kia trong vòng 1 phút. Đấy, thì em ăn 3-400 con trong khoảng tầm nửa đời. Nửa đời. À, đúng rồi. Nửa đời người. Thế là Nga Sumo hôm nay là giao lưu cùng anh em Tamao TV thì định giao lưu khoảng bao nhiêu con? Em à, chắc không 100 con thôi. 100 con, trong vòng khoảng bao nhiêu lâu? Em chưa biết cái này luôn á. Ừ. 100 con. Nhưng mà em có thể... Nếu mà em thật, nếu mà 100 con hàu để em chọn cho chị xong rồi em cho vào bát ấy. Dạ. Thì chắc là chị vào lúc khoảng tầm 5 phút chắc hết. Dạ, em nghĩ vậy. 5 phút. Em không đến. Nếu mà để vào không đến. Để vào. Chắc chắn luôn. Thôi, tí nữa em sẽ... Để vào, chị lấy chị ăn. Bây giờ anh em hậu cần, hậu trường sẽ cho cái này thẳng đếm con và cho thẳng ra bát. Ừ. Đấy. Không, tí nữa mình đếm con và đấy luôn cho mọi người xem luôn. Ừ. À, tách ra bát, chọn con nào to nhất, béo nhất. Ngậy nhất. Ngậy nhất. Ừ. Ừ. Em nó ngậy lắm đấy. Đấy, tầm 3 phút. Chiếm em nó. 100 con. Hôm trước là em có sắp xếp là hai bạn ăn khỏe nhất làng để thi đấu với lại chị Nga. Ừ. Người ta không tin, bảo là một người con gái 45 cân mà thậm chí là hai ông ấy còn to. Ừ. Một ông 1m8, một ông 1m7, nặng toàn 70 cân. Nhưng mà khi xem video thế là thôi luôn rồi. Nhất thi đấu rồi. Ừ. Nhưng là xong xem video chị Nga. Anh đấu cho dày. Đó, tí nữa tôi thôi. Dạo này đấu là dày lắm. Không ăn được. Thế nữa mời mấy anh qua chơi. À vâng, có một ông ở đây rồi. Chỉ cho cái mở mang tầm mắt. Mới nhưng mà ăn hào kiểu lão hả? Kèo gì cũng chơi. Không bao giờ mà hai người mà lại thua được kiểu người con gái ấy. Ừ. Mà sau khi xem video là bây giờ là đau bụng hết rồi. Đau bụng đau chưa dạ dày à? Chữa bệnh sợ. Mà tính mà ăn trong tô là cái đó là lần đầu tiên em ăn á, cảm giác lạ quá, múc nào ăn hả? À không, tùy chị là muốn ăn kiểu nào đấy nhất thì em à, vui là chính mà. Vâng. Mọi người em theo sắp xếp đi, mọi người muốn xem gì ăn trong tô thì mình lại còn phải nhúng chanh ấy nhỉ? Em không cần nhúng chanh không, luôn. Không cần chanh chứ gì cả. Em không cần nhúng. Quật luôn. Luôn. Thậm chí là em không cần chấm luôn á. Nhưng mà quất luôn nó hơi tay tay. Đúng không? Em không cần nhớ. Hào mà nó sạch là được rồi. Có. Sạch là được rồi. Chơi luôn cả. Rồi. À, anh em một khi là chú hai chú rồi ra đòn nốt cái bánh mì đi nhỉ. Em không ăn hết được. Ờ, em hết rồi. Em thứ ba rồi đấy. Em hết rồi, em ba cái rồi đấy. Em một cái hả? Thôi em ơi, để bụng một tí nữa rồi nhá. Để bụng để tí ăn hàu. Quay đi quay lại anh em nói chuyện tí quay ra. À, hôm qua có anh em đi giải cứu xoài Sơn La thì có tặng hai em mỗi em một thùng xoài ăn cho đỡ buồn mồm. Đấy. Đây. Ui. Ui. Ui em. Cái này là tí mang lên nhà mau đệ. Đấy. Chú thử đoán xem mà cái thùng bao nhiêu cân. Hả? 30 cân. Ừ. Một quả xoài này có thể là khoảng 2 cân hơn 2 cân đấy. To lắm. À, phải to rồi. Được, em xin đấy. À, ok. Nào, để anh đỡ vào cho. Đây, đặt đây này. À. Hơn 500 con hàu. Wow. Được này. Hai xô to thế này cơ mà. Ở dưới nó là đá. Ờ, Mao đệ làm gì đấy đấy? Mao đệ là có cái sở thích à, đam mê chơi cái món. Gà mà nhốt cho lòng chim luôn, đây có sóc nữa nè. Con đấy là con... Con cuốc hay chưa? Con cuốc kìa. Con này là con sóc. Nó có cắn rồi. Không. Ừ. Trời dễ thương chưa? Nó thấy đông người nó sẽ... Ê, dễ thương quá à. Anh. Nó bầu hơi đau đấy. Anh à? Nó cắn không? Không. Nó đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi ta? Con này mà trên bản là thôi rồi, nó cho lấu bi chuối luôn đấy. Ừ. Dễ thương quá à. Ê, nó đang trèo lên em nè. Nhột quá.
cháu đạp qua hồ Trung Quốc. Ý da, đi qua, ý bé nó ăn miếng thân. Cháu em ấy, em nhắm chết luôn. Thế à? Lùi, lùi, gọi là lùi. Không để ý lùi. Không kịp quanh. Dễ thương quá à. Giống chuột. Bọn này nhanh lắm. Gặp nhầm. Ăn cái gì anh hả? Đây nó ăn chuối, ăn quả. Sữa. Đám ăn sữa, ăn các loại luôn ạ. Nhà, nhà có vẻ là thích nuôi mấy con bé. Okay, con này đang ngửi nách kìa, cẩn thận, em, bảo nó đi ra đi. Con này ăn chung sữa lắm. Dễ thương. Nó vào nó bắt dế. À, nó ăn cả dế. Thả nó vào cái chỗ dế nó ăn được. Đó, dế nó có. Đâu? Nó ăn dế rồi. Đâu? Ngon. Hay nhờ. À, ủa nó ăn cái cây mà ta. Ồ nó ăn dế luôn anh ơi. Cây nó không ăn á. Đôi. Đang ăn. Đang ăn. Ngồi ăn không dế luôn. Sao nuôi được cả quốc luôn à? Quốc mình muốn nuôi mình phải ấp trứng này ạ. À. Tức là nó nở ra nó phải nhìn thấy mình trước. Nó nở ra nó nhìn thấy em và à bố tao đây rồi. Hay nhờ. Bố tao đây rồi. Thế là nó chơi rồi. Nhưng bắt quốc non về là không nuôi được. Bắt quốc non về nhà là nó không nghe đâu. Nhưng mà Mao Đệ là chốt quả ác đấy nhỉ, để ấp nó phát là nhìn thấy là gọi là bố Mao Đệ à? À bố tao đây rồi. Hay nhỉ. Ôi trời, tốt. Đau. Ui, cái móng nó sắc. Cắt. Nó thích leo trèo lắm. Móng chân nó. Vâng. Nó đấy, chui vào trong là ăn đào. Ăn đào. Ê. Ê. Vào chuồng. Đấy. Nó luôn quả đầu tiên rồi. Đây đây, trên này. Sao nó ngất luôn. vào nó lại tự gặp quái vật rồi chết. Ai chụp đuôi. Ờ, bên này là con gì đấy? Con này con công của anh Công. Quế nghịch kính tặng. À. Con bị bệnh. Ừ, Công. Đang trong cái nuôi dế đúng không? Vâng, nuôi dế để cho bọn này nó ăn ạ. Ừ. Tất cả anh em đội hậu cần đâu rồi? Lên thôi. Lọc. Các chị em đâu? Con nào to béo nhá. Đây. À nhưng mà trước khi đấy thì anh em mình chụp kiểu ảnh cái nào? À vô. Vô hết đi mọi người ơi. Mau ca mau đệ đâu. Nào. Hơi nhắc cái lên thế này một tí nha. Nhìn máy nào? Dạ nhìn máy của anh Hải trước đi nào. Là tới máy của anh. Từng người một. Rồi máy Hải trước là 1, 2. Rồi. Rồi. Đến máy tím. Lặng mãi nhanh lên cái. Rồi 1, 2. Rồi. Ok. Ơ lặng. Bạn thì sợ luôn. Nhưng mà ở dưới này là có đá rồi đúng không? Có đá rồi. À. Thế là sáng nay là hai anh em làm dậy từ mấy giờ để 3-4 người. À 3-4 người. Xịt tách. Dậy từ lúc con gà nó dậy chưa? Rồi, em cũng dậy đấy anh ạ. À. Anh Hải kéo cái kia xuống đây thì ngồi trên mình tách. Đây. Rồi giờ đếm đúng không? Đếm. Có ai ăn chung tô với em không? Hay là cùng nhau ăn chung tô đi. Vâng không, chị cứ bây giờ cứ tách cho chị 100 con á. Okay. Thử thách ăn trong vòng 5 phút. Đó. Vì em phụ nha. Em chắc ăn được 5 con. Lấy thìa. Lấy thìa. Lấy thìa. Lấy thìa. Lấy thìa. Má này, lấy cái thìa. Cái thìa hôm qua vừa mua đâu ấy. Bỏ vô đây. À. Phải lấy cái gì đựng vỏ em ơi. Lấy cái chậu đựng vỏ đây. Ừ đấy, chậu đấy đấy. Thế phải đông người ấy đấy. Lấy cái thìa. Không cũng nhanh. Lấy thìa thì nhanh. Tao đây. Lấy chục cái thìa vào em. Hai con à. Thế này mà để lên đến 100 con thì chắc là lâu lắm. Kiếm thêm thìa. Đây, thìa nào. Mấy người tách là được mà. Ba con. Đây, có thể là. Đây. Cảm ơn em nha. Ba con này.
4 con này. Uốn và thôi một vài con nào ngon tách. Đó. 5 con này. Các chú từ các chú chủ động đếm nha. Nhanh. Hai. 7 này. 3. 8 này. Vừa hai đi đếm. Đây nè. 4. 3. 5. Dốc hết nước đi anh. 10. 11. Con này mập chưa? Mập ghê. 6. 13. Thế à? 6. 14. 8. 15. 16. 17. Đây thêm trọng được bỏ ra. 18. 19. Hả? Đến chỗ này tí đổ tập trung tất cả. 20. 21. 22. 10. Béo. 15. 23. Thửa hào đấy. Ừ. 24. 12. Cái những con ở dưới sát đá nó sẽ mát hơn. 26. 28. 28. 29. 18. 19. Đấy, em để sẵn 20. 20 con này. 30. 15. Con này là 30. 30. Lát dư cái mình nấu cháo nào mình ăn em. Em ba mấy rồi? 31 rồi. 32. 33. 34. 23. Nhìn này thèm quá. 24. 20 con. 35. 36. 29. 25. 37, 38. 39. 28. 40. Ừ. 23. 29. 41. 42. 30 con. 30, 20, 50 con. 44. 25. Ôi, đây thừa rồi. Phải mãi trăm con rồi. 25. Đây 25, đây 45 là 70. 70. Đây 30. 100. Rồi 100. Thì đây là bao nhiêu con? Đây 20. 20 con thôi. 20 con vậy làm cho em thêm 30 con vô nữa, 150 hôm nay đi. 150 con. Em quyết định là 150 con. À. Thêm 30 con nữa đếm cho. 30 con nữa. Con mình ăn được hết 150 con ngày hôm nay. 30 con. Ôi trời, thế là trăm rưỡi. Em rưỡi đi. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Rồi, đây, anh Hải chốt. Chốt 30, là 150 con. 150 con nhé mọi người nhá. 150 con hàu. Nhưng mà bây giờ vấn đề là mau anh em mình sẽ ăn giao lưu cùng nữa. Đúng rồi. Chú là nhận 30 con đúng không? Em nhận một đĩa. Không, bây giờ một đĩa là bao nhiêu con? Bây giờ 30 con. Thế là lấy thêm một đĩa ra đây để làm thêm cho mau đệ 30 con nữa.
cuốn này là đổ đổ cái này đi. Mau ca bao nhiêu con? Em tầm 20 con. Ờ anh cũng 20 con. Ờ mau lại 30 con. Ok. Đây là chiêng của chị Nga Sumo 150 con. Đây, 4 đĩa đây. Rồi bây giờ chờ để lấy cho anh em mình đã. Rồi lấy thêm đĩa đi. Lấy thêm đĩa. Thau đen đây, thau đựng hèo, xà vỏ hèo đây. Ừ. Rồi mỗi người là ba anh em mình 70 con. Ừ. Đây. Cái này là để cho dễ nhận biết là mình phải bỏ cái gì lên, nhưng lát lộn đĩa là không, mọi người không biết. Đúng rồi, đây. Đấy. Để mấy cái đũa lên là của em đúng không? À. Rồi, rồi giờ bắt đầu. Phần 30 là của ai? 30 là của Mao Đệ. Đây anh em mình cùng lấy luôn. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Cơ nào béo béo này. 9 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Con này có 29 nè. 31. Khuyến mãi thêm con à? Khuyến mãi. Đấy, cùng bao đi. À, bao đệ để riêng nha. Bây giờ lên anh. Thôi, dạ, trông nó đút. Tranh thủ nó làm trước mấy con đúng không? Đây, bây giờ Cường nhá. Cường là 20 con đúng không? Em 20 con. Anh Cường phải 30 con đi. Cường 30 con đi. Anh 20 con. 1. Em chỉ ăn được thì không chống được. 2. 3. Múc, múc, bóng. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 19, 20, ok. Rồi, okay. Đây, mau đệ, mau ca đây. Của anh nữa. Của anh đây. Đây. Mình làm 20 con cho nó đỡ buồn. 1. 2. 3. 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ rồi. Tính gian thật rồi. 7. 8. 10. 11. 12. Mau đệ tính ảo lắm nha mọi. Tâm 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Rồi. Còn ai nữa? Nào, con anh muốn ăn giao lưu nữa. Anh ăn giao lưu bao nhiêu con? 20 con thì thôi. 20 con. Phải 50 con chứ. 50 con trở lên. 50 con mà thi đấu. 20 con chưa luôn. Vui thôi. Vui thôi, 50 con. Nha. Con làm gì không? 50 con. Ờ, 50 con, được. Lấy cái đĩa ra đây. Đây, bán cũng được. Bán luôn. Bán cũng được. Đây, nào 50 con. Đổ vỏ cái đây. À, đổ hàu lấy cái gì, lấy vỏ đây. Đây, lấy cái vỏ. Đây, cho đây. Một con này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. Anh cầm một cục hồng này. 13 này. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Một con nữa thôi. Rồi, em à. Chốt. Rồi. 50 50 nào con okay. Cầu thủ nào muốn giao lưu nữa? Để bây giờ để cái gì hai cái thau hàng hai con cầu thủ nào muốn giao lưu không? Dẹp nó đi. Cầu thủ kia đâu dạy không ăn được gần trăm con. Đây cầu thủ nào? Cầu thủ nhìn thấy này đã hốt rồi. Nào. Rồi con. Đó. Học lại đi. Anh gạt luôn em ơi. Anh gạt luôn em ơi. Gạt nó bớt nước đi à? Người ta thích cái nước hào này lắm á. Không. Em cho em một cái khăn giấy. Khăn ướt. Khăn ướt. À, Linh lấy khăn ướt ở đây. Đây, họ đệ đây. Ngắt sumo vào giữa đây. Em hả? Đây, ông bạn của đây. Đấy. Anh ngồi kế tâm đệ đi. Dạ. Mau đệ, mau đệ. Không có mù tạt à? Cho anh tí chanh. Đây là lần đầu tiên gọi là trong đời của mình ăn nhiều hàu này. Nhưng mà không sao, tối nay về gặp vợ rồi. Sướng rồi. Đúng không? À, cơ thủ mới à? Một xíu vào đây. Nhưng mà cho em miếng giấy để em chậm bớt cái nước này được không? Được, được. Dạ, cho em xin miếng giấy khô. Giấy khô. Này, mấy anh em... À, có, chị có gạt bỏ nước này không? Dạ, đúng rồi đó. Đúng rồi, dạ. À, lấy đây. Cái muôi. Cái muôi là múc bỏ nước đi. Đây. Cái muôi thủ đây. Đây, mình đổ nước vào đây luôn. Em xin phép nha cả nhà. Thoải mái đi. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi. Anh Hải làm gì đây? À, rồi. Đó. Anh tát cho nó hết luôn. Cái gì này? Màu cái gì vậy? Sashimi hàu. Em phải nghĩ là phải có giấy nó mới hút được. À, giấy khô. Giấy khô đặt kiếm giấy ăn đi. Giấy ăn khô á. Cái nước này nó có thấm nước đá ở trong á. Rớt lại một con. Mình không có thể nào ăn gian được. Cái nước này, cái này nó cũng thấm này chị ơi. Thấm áo đó. Cái nào? Cái giấy ướt. Nhưng mà cái giấy đó không có tốt đâu anh nha. À ừ đúng rồi. Chưa. Cái giấy này nó có khi ăn. Em thấm sao hết là bảo quản. Chưa bao giờ mang số lượng hàu lớn này mà kiểu này hàu lớn mà số lượng nhiều rồi. Mình có thể bấm giờ nha. Mình coi ra những cái khả năng của mình. Đồng hồ bấm giờ của anh em đâu rồi? Đây, sẽ đặt một cái điện thoại. Cho anh cái điện thoại Linh ơi. Chưa chưa gừng nhá. Đây. Gừng với nước chấm. Gừng đây. Chờ tí bây giờ bấm giờ. Bấm giờ. Đây, sao đổ bấm nước này đi. Dạ, bây giờ phải có giấy khô. À, đợi đàm một chút. À, bây giờ là gì nhỉ? Chị Nga sẽ ăn trước theo thử thách hay là cùng không, ăn? Không, mọi người cùng ăn luôn, bấm giờ lên mọi người cùng ăn. À, ok dạ. Ok. Xong rồi tới lúc mày mang hết cái này thì chắc là mọi người phải ăn nhanh hơn em rồi. Nhưng mà không, bây giờ từng người thử thách từng người ăn một. Đúng rồi, từng người ăn một đi. Từng người ăn một đi cho nó. Vậy là đầu tiên là cho tam đệ ăn. Thôi đó, mau ca ăn trước đi. Mau ca đi, đúng rồi. Mau ca của anh trận đầu chủ nhà. Từng người một ưu tiên. Đúng rồi. Xem là ăn hết 20 con trong vòng bao nhiêu. Đúng rồi, hay quá. Đấy. Rồi, ok. Nga ăn 150 con trong vòng. Nga là ăn cuối cùng. Ông này là hay là ông này 50 con ăn trước này. Đấy. Đúng rồi. Rồi, lần bỏ cuộc trước. Rồi, à, mời anh không nha. Chiến đấu là phải hết mình rồi, nha. Mình. Nào ai bấm giờ đây? Đây. Rồi bấm giờ nè. Đây. Nào cứ chuẩn bị hết đi. Đúng rồi. Tập trung máy quay thôi. Anh tên gì nhỉ? Nhà ở đâu? Em tên Tuấn. Có người yêu chưa? Người yêu chưa có nhưng mà có vợ rồi. Để thông báo vợ con. Thông báo là vợ con tối nay ở nhà được. Vợ. Tối nay gửi con ông bà ngoại trông. Đúng rồi. Tối nay là hai anh em. Tối nay 50 con nào đầu thứ
Chưa, chưa được. Nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhá. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Cứ bình tĩnh. Lấy cái muôi múc nó nhanh. Hào lên mà không vỉa được nữa, còn vỉa cái gì? Có giấy thì em lấy giấy. Ừ. Đấy, giấy kìa. Cứ bình tĩnh, không phải vội. Thêm ít một tạt nữa vào. Đây, đưa giấy cho chị. Có cái muôi to không à, bà chủ? Có đấy. Có cái muôi to ấy. Muôi múc canh à? Ừ, đúng rồi. Muôi múc canh được ạ. Chị em một muôi một. Tốc độ đang chậm dần. Chín lắm gì ạ? Ừ, cái này. Mình nghe thở. Mau đây, cổ vũ đâu rồi? Cổ vũ nhiệt tình rồi nè. Mới có 1 phút 30 giây thôi. Chắc anh ăn hết 20 con này đấy nhỉ? Hả? Cũng tầm nửa đấy. Em nghĩ là ăn hết. Tại vì ăn hết thì 50 con, ai ăn chả hết được. Vấn đề là thời gian nó bao lâu? Ai ăn chả hết được. Không ăn hết được. Lần đầu tiên của em đấy. Lần đầu tiên thử thách bản thân. Cố lên. Cứ múc cái kia rồi anh. Được, bỏ nước. Ôi, múc trên cung một tạt xanh như xong, tớ mất cuộc đời rồi. Anh bình tĩnh thôi rồi anh run. Đang cố. Liệu có hết được không? Khả năng hết được. Gì, 50 con là bình thường. Để làm con không? Ngày ăn 100 con. Tầm anh ấy khoảng 100 con. Mời em ăn. Mời thầy. Dồn. 3 phút. Làm gì gừng rồi. Làm gì gừng cho nó. Ui dồn. Ui tay anh dồn kinh khủng quá. Tay anh đàn á. Mấy tức anh à? Có hàng chưa? Cố lên, còn 2-3 con nữa rồi. Gọi điện cho vợ ở nhà chờ sẵn đi, bảo tối nay. Trưa nay luôn. Trưa thì đấy. Nay là gửi con bà ngoại. Không múc nổi nữa rồi. Ok, vỗ tay 3 phút 52 giây, 14 tích tắc nha. 3 phút 52 giây. Rồi. Ok, bây giờ đến thầy Hải Đức. Tổng tư lệnh Yak Đức. Hôm qua em còn mới nghe được một cái biệt danh của anh. Là gì? Hơi thô. Không, mình cứ nói đi, có gì đâu. Hải. Người ta gọi là hải heo nhưng mà gái là ngải heo. Đây, bây giờ là xin phép vào nhà nhá. Cũng hưởng ứng gọi là giao lưu giữa anh em với nhau thì mình xin phép làm sơi 20 quả. Đấy. Rồi, đây, mà xin phép là bỏ cái hạt ra một tí, bon quá ăn cái hạt luôn. Tái một chút. Hôm nay được cái là ngày cuối cùng đưa Nga Sumo ở đây rồi. Đấy, tối là về gặp giao lưu với cả vợ rồi.
Đây, cho thịt nha. Xì dầu mù tạt này. Đấy. Nào. Đây. Đây, mời tất cả anh em. À, chuẩn bị bắt đầu cái để em bấm nhá, xem anh ăn 30 giây hết không nhá. Rồi. 1 2 3 bắt đầu. Không? Ui. Giờ đã 30 giây rồi. Vãi trường ơi. Anh ăn thế rồi mà trong luôn. Wow, 26 giây. Yeah. 26 giây. Bây giờ đến nhân vật chính. Không, để cho tâm mau tâm để trước. Tâm để trước đi. Hai cho thêm miếng gừng. Cho em miếng xì dầu với cả. Cho anh viên gừng. À. Cho em xin cái kia. Mau để cố lên, mau để ơi. Mau để cố lên. Mau để cố lên nha. Không ăn, không ăn mù tạt à? 30 con đúng không? Dạ, vâng. Không làm tí mù tạt à? Không. Em sợ sốc á. Mù tạt thì ăn con một. À. Mà để cho chắc bền á. Hay á. Em thấm cho anh hả? Rồi. Cho em xin miếng gừng. Đây. Bóp tí mù tạt vào. Đấy. Hay quá. Wow. Mời tất cả mọi người nhá. Ê chị bấm rồi. Chơi căng thế. Ăn từng con luôn ngon ha. Thấy ngon miệng ha. 30 con nhỉ? 30 con. 30 con. Nín thở bao cò. 23 giây. Em xin thua. Tưởng dừng lại để nói câu đấy. Không vui giao lưu thôi, có gì đâu nhỉ. Nhưng mà khổ nhất là mau đệ này. Đấy, hôm nay mà ăn hết 30 con hào này vào. Không biết đi đâu. Không đi đâu về đâu. Ôi vậy em vừa em sao. Đấy. Khổ lắm cơ. Không phải bấm dư đâu. Ai kênh bấm cho có động lực. Không phải bấm giờ đâu. Cho nó ăn từ giờ đến tối thì cũng hết rồi mà. Nhanh cái đĩa lên. Quá giỏi rồi. Thiệt. Không hết rồi. Xin B à? Xin B à? Lại xin thôi. Ok, xin B. Xin thôi. Ăn được khoảng tầm 15 con nhá mọi người nhá. Rồi giờ tới chủ nhà. À. Không chơi được. Không chơi được, để anh. Ý, à, hai anh em. Hai gì luôn hả? Chỗ mà ô hay cho, quá. Cho nó luôn. À, có nghĩa là anh em luôn á. Tình anh em đấy. 50 con. Chắc bền lâu. Chắc bền lâu. Con này phải chắc rất bền luôn. Nay khó chơi quá. Tình anh em không biết bền lâu không ơi. À, lúc nãy em ăn nửa cái bánh mì rồi. À, đổ rồi. Chị Nga Sô ô, trước khi ăn. Ăn vừa được chắc được chục con. Chục con thôi. Chỗ này chắc khoảng tầm gần 40 con. Có mù tạt không nhỉ? Dạ, đây. Đây, đây của anh có mù tạt, anh pha sẵn rồi. Đổ vào luôn là ok. Nhưng mà ngọt lắm, hàu tươi. Béo ngậy. Béo ngậy luôn này. Hàu này mua đâu ấy? À, Quảng Ninh anh ạ. À, Quảng Ninh hôm anh về chỗ nhiều lắm. Nuôi nhiều. Ăn sáng sinh ngọt nhẹ nhàng. À, gần như là sẽ thử thách bản thân này. Tại vì hôm nay có chị Nga nên mình không thể gọi là nhụt chí được. Chủ nhà. Được. Hảo hán. Bình thường thì mình chỉ dám ăn 20 con thôi. Nhưng mà vợ đằng sau cú rồi. Có vợ đằng sau rồi nhá. Em chuẩn bị nhá. Cho chị ăn một tí đũa này. Dạ. Sới nó lên là. Đảo đều lên. Run. Mình cũng run nhá. Chưa giờ đấy, cái này run đấy. Buồn rồi, buồn rồi. Mày hỏi tên mà, mình thấy ăn hào kiểu này luôn mà. À. Ok, mời tất cả mọi người nhá. Ấy, từ, bấm giờ. Bấm giờ, bấm thoại. Ừ. Ở nhà.
đặt lại, đặt lại, đặt lại. Rồi, chờ tí. Quay màn hình lại phía khán giả nè. Nhưng mà từ khi nào bấm đó? Cũng run đấy. Cầu cẩy thế nhỉ? Thế được không? Rồi. Cố gắng. Nào, một, anh em mang đầy cái chỗ thẳng vào tay nào. Một, hai, ba, bắt đầu. Năm con rồi. Ngon à. 10 con rồi. Nuốt luôn. Mười lăm con rồi. Hai mươi con à. Chưa. Ác nhỉ. Đang cố vì em đấy. Mặt nghe có vẻ căng thẳng rồi đấy. Hơi dại, hơi dại rồi. Dừng lại một nhịp đã. Không à. Nào. Nhiều chuyện xảy ra đấy. Không sao, cứ thông thả. Cố lên, con làm tí gừng nữa. Thôi. Ừ. À, đúng rồi, làm tí gừng. Con anh ăn con gừng vắt rồi xong rồi. Nhưng mà nó ngọt đúng không? Có cảm nhận được vị ngọt của tao không? Nhìn nó ngon. Ừ, nghi ngon mà. Ừ. Tôi ăn đó. Chảy nước mắt. Tay vẫn run. Nhây thắc mắc quá chính bản thân. Dạ, yeah, đúng rồi. 2 phút là hết rồi. Nghỉ 2 phút thôi. Không đến đâu. Chị thì nghỉ 2 phút. Lại càng về sau miếng cuốn. 1 miếng nữa là hết. Rồi, xong. Hay quá, dừng lại. Dừng lại. 58 giây. 58 giây. 1 phút 58 giây. 1 phút 58 giây. Nuốt xong coi như 2 phút mọi người ạ. Nuốt xong coi như 2 phút. Sao em cảm nhận sao? Thấy ngon. Em cảm nhận thế nào? Mấy miếng đầu ngon thế. Mấy miếng đầu ngon. Sao ngợi vậy chứ? Ngợi. Nhưng mà anh hỏi được rồi. Mình sẽ có một câu hỏi để tí hỏi tất cả mọi người sẽ ở đây. Rồi bây giờ đến lượt Nga Sumo. Rồi. Rồi em chào cả nhà. Hôm nay đặc biệt là rất là đặc biệt là ngày hôm nay là mình được giao lưu với lại anh em kênh Tam Mao Tam Đệ nha cả nhà. Bé rất là dễ thương đó, thì được tới nhà chơi được anh em tiếp đón như vậy. Mà sáng nay Nga có hỏi là làm cái này cực không anh, thì 5-6 anh em làm hơn cả tiếng đồng hồ thì mới làm được chuyện này. Nào cho mọi người thì thật sự là cho em bắt tay anh cả, cảm ơn vất vả quá. Dạ nha. Dạ, cũng thì mọi người là muốn ăn như vậy thì Nga cũng cung kính hơn bằng tuân lệnh thôi. Bây giờ Nga cũng xin phép ha. Cũng không biết là 150 con này mình ăn trong bao lâu, nhưng mà mọi người thấy mọi người ăn cũng ngon á, mình cũng bắt chước theo thôi. Đó, Nga bỏ như vậy. Nó ngợi lắm, 150 con. Nhìn trong 4 đĩa này thôi mà không đơn giản đâu mọi người ạ. Không đơn giản đâu thật sự. Mình ăn tới hơn 30 con mà nghe càng nặng đấy. Thì em bữa nay em sẽ giúp đầy đủ gia vị. Mà chị Nga còn ăn 3-4 cái bánh mì rồi. Đúng rồi, lúc nãy vừa trước miệng xong, trước khi bánh ăn 150 con này là sao không? Ăn 4 cái bánh mì. Nước tương có mùi tạt của anh Hải rồi, nghe cho xem một đây, xíu này. Cái này cũng mùi tạt rồi. Dạ, ông sao ăn thêm. Ông có muốn thử thách làm tí hào không? Ừ. Ông không ăn được dù sống. À. Ui, sữa cay không chị? Ừ, không biết nữa. Cay quá thì mình... Không cay đâu, không cay đâu. Cái mùi tạt này là mùi tạt không cay. Ừ, ngon á. Em xin này nha. Wow. Giống như bánh tiết canh nha. Yeah. Tay rất dẻo. Chanh nó sẽ nuốt hơn được nhỉ. Yeah. Hay quá. Tôi rất là yêu luyện. Nga là cũng có một cái nhà hàng ở bên Cali. Dạ. Yeah. Đấy, nên là anh em nào, các bác nào ở bên nước ngoài thì bên Mỹ thì qua nhà hàng của em Nga ủng hộ em Nga nhé. Ủng hộ em nhé. Ừ.
Bây giờ mình xin phép bấm giờ đi ha. Nào, bắt đầu này. 3. Từ đó chị nào. Chị cứ ăn. Bữa nay thử thách của mình là không uống nước thôi nha. À. Có nước cho miếng. À có nước lọc không? Có nước đá à. Lọc thì cho em xin nước lạnh, nước lạnh đây. Tại 150 này cũng khá là căng thẳng á. Đảo đều hết lên cho nó ngấm. Rồi, mấy cái này để anh đảo cho. Theo Mao Đệ thì liệu chị Nga có hoàn thành cái thử thách này không? Em nghĩ là chắc chắn hoàn thành nhưng mà trong vòng bao lâu rồi? Em nghĩ tầm 2 phút được ạ. Có đâu, có đâu. 2 phút làm sao mà hết được. Rồi xin phép 2 phút hết. Mời đại gia đình của mình nha. Nào, từ đó. Chuẩn bị. Chuẩn bị này. Từ đó. Chị cứ bắt đầu cái này cho đưa đến miệng là em bấm. Rồi ok ha. Ok rồi. 1 2 3. Mời đại gia đình nha. Bắt đầu. Ui, hết một đĩa. Mà mở đây. Tất cả trật tự nín thở. Hai mươi lăm giây. 25 giây một đĩa. Kinh khủng. 2 phút là quá lâu. Không, về sau nó sẽ chậm dần, tốc độ sẽ chậm dần. Thôi em gửi anh cái đĩa. Quá kinh khủng. Đĩa sau là 30 giây. Đĩa này nhiều nhất. Cái Mao Đệ nước nước bọt ở người kia. Lúc ăn thì không ăn, bây giờ cứ ngồi nước nước bọt. Thì ăn thiểm. Nhưng mà ăn thì lại ngấy. Nó đi nước đã. À không gần. Mình cảm giác là mình đang run nữa cơ. Mình còn run hơn là lúc mình ăn cơ. Nhìn ăn mà thèm thế không biết gì. Bao nhiêu? 2 phút 52 giây, 150 con hào. Quá kinh khủng. Phải nói là cao thủ. Rồi. Em thấy hồi hộp từ lúc đầu bấm giờ đến lúc Nhưng mà anh Hoa từ nãy giờ anh em mình ăn thì cho anh hỏi các em là có ông nào ăn sinh con nào mà nó tỏi không? Em ăn gì một con hơi mũi mũi. Xin phép dừng lại luôn. Em là dính hết 4 dĩa là 4 con. À thế à? Mình nhìn thấy Mao Đệ mà nhân nhanh mặt phát mình đoán ngay là ông này chắc chắn là dính con hàng. Đây là hải sản mà anh hai nên không thể tránh khỏi được. Không thể nào tránh khỏi được. Sáng là em sẽ đã lọc hết những cái con. Tức là cảm giác con đồng nghi ngờ cái là em vứt bỏ rồi. Đấy. Thế mà dĩa đầu tiên là em đưa lên cái là nhưng mà thôi đã là một cuộc thử thách mà mình chơi chiếm lấy em nó. Chiếm lấy em nó. Em hỏi một chút là chị có cảm giác no no chưa? Em ăn để em chuẩn bị ăn uống mà đang đợi em ngồi. Ăn thêm bánh mì ạ? Thế mầm hồi nãy mà anh kêu là ăn xong mới được ăn bánh mì. Ôi trời.
lấy bánh mì cho chị luôn. Sợ thật. Thôi bây giờ anh em mình gọi là ăn sáng xong rồi thì bây giờ anh em mình nghỉ ngơi một chút, sau đó thì lên luôn trên kia để giải quyết con pet kia luôn nhỉ. Ok. Sớm. Vườn rộng rào thưa. Ôi ơi. Này. Mau đệ ơi. Dạ? Hàng xóm ơi. Ôi sai đấy. Có cây ổi sai thế nhỉ? Hả? Ờ cây đấy nhiều roi anh ạ. Cây đấy nhiều roi à? Vâng. Nhưng mà từ từ roi thì cũng phải làm quả đã để vừa ăn hào xong để cho nó đỡ bị ấy. Ờ. Kìa cơ. Có xin thì không ai ở nhà. Lấy vặt mấy quả xanh ấy. Hả? Em thích cái gì cơ? Anh cười. Hả? Trời đấy. Ông không muốn ra tôi cháu xin quả nhãn nữa. Nhãn chơ nhưng mà của hàng xóm lúc nào cũng ngon không nhỉ? Nhãn chơ ăn nổi không? Không. Quá rồi. Mình ăn nổi đúng không? Không biết ở dưới đây hả? Dạ. Đấy, anh. Ừ. Cái nhà là vườn. Ô, oh, của nhà trồng được. Trồng nguyên cái hồ luôn kìa. Ừ. Hồ. Con này chết rồi, để ăn uống gì? Ơ, chết tôi rồi. Ăn khỏe mắt rồi đấy. Tìm bay mẹ ra ngoài rồi. Sao bảo nó chết rồi? Bây giờ mà mới sắp chết. Con này thì nó em nuôi thuần. Em nuôi thuần như mấy con chim ở nhà thôi. Ui trời ơi, nó cạp ăn. Nó cạp muốn gãy cái cây luôn rồi. Ai à? Đấy, em bảo được nó mà. mất dấu luôn. Ghê quá. Đây này, em bảo em nuôi con gì cũng phải thuần nhá. Ngầm. Chỉ cần có gọi là lệnh cái là nó nghe ngay. Nè. Tháo cái. Quá dài luôn. Nhưng mà em bảo được mà. À. Đấy, em nuôi nó khác. À. Chung là em chỉ cần thần chú phát là lên đây nằm im. Nằm im luôn. Tí nữa là anh em đấy, vẫn sống nguyên. Nhưng mà mau đệ thì nằm ra xem có dài hơn nó. Đây. Hả? Dài hơn làm sao được. Rồi, thôi bây giờ sẽ đem con này lên. Con này thì dự kiến thì sẽ làm món gì em nhỉ? Có hai đầu bếp đâu, làm món gì. Hấp nướng. Thôi cứ về rồi. Thôi làm đủ món đi. Nhá. Ra xem nào. Hôm nay sẽ đem sang nhà Mao Đệ để chế biến nhá. À ok. Ok nào, anh em mình khiêng thử xem ok không. Anh ăn một mình luôn. Hả? Con này có gì đâu mà. Ấy. Ấy à. Ờ nhìn đây nào. Không thấy em. Ok. Làm thêm cả món tiết canh hả Mau Đệ? Vâng, làm món tiết canh luôn anh ạ. Từ bé giờ tôi mới nghe thấy tiết canh cá sấu. Để chuẩn bị thịt con này mình đã chuẩn bị sẵn bộ dao thép trắng Nhật Bản không gì. Thép bộ dao thép trắng AUS8 nhá. 100% không gì, bảo hành 6 tháng, 1 đổi 1. Bộ này đang bán bao tiền em? 620.000 nha, nếu mà anh em muốn mua, muốn sở hữu cái bộ dao này thì hãy alo cho anh em Tam Mau TV nhé. Số điện thoại đặt hàng bao nhiêu nhỉ? 0947 640 046. Ok. Hoặc 0981 640 046. Ok. Cứ lấy mật khẩu là Sapa TV thì được tặng cái gì nhỉ? Tặng một mài dao và một con dao gọt hoa quả. Ok nhá. Anh em cứ lấy mật khẩu là Sapa TV nhá. Rồi. Ok. Hôm nay là con này phải có đầu bếp nha, anh em không biết thịt đâu. Tại anh ơi. Cắt tiết không. Rồi mất một ít nước rồi. Không biết gì. Thế là không sao. Mỗi. Mời hai đầu bếp. Đó con đầu bếp đông sực toi lay đâu rồi. Đầu bếp hôm nay cầu thủ là chơi 50 quả ấy đúng không? Này ông hiểm. Rồi anh em cứ ra đòn đi nhá. Đây đây mình đưa các bạn đi chơi. Đây Mau Đệ ơi, đưa anh đi tham quan tí nào. Dạ vâng. Em đi chơi tham quan nhà thuốc của mẹ Mau Đệ chút. À. Dạ. Đây. Đây là thuốc Nam đúng không? Dạ vâng. Ừ. Đây là cái bảng thuốc Nam gia truyền dân tộc Mường. Nhà em Mau Đệ. Có cái loại nào mà
bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực không? À, anh yếu sinh lý à? Ừ, anh yếu sinh lý. Đây, có món đấy anh ạ. À. Mẹ em lấy rất nhiều thuốc đấy cho bệnh nhân. Đâu nhỉ? Món bổ thận tráng dương đâu nhỉ? Ừ. Bổ thận tráng dương tăng cường. Có cả loại viên này. À. Bổ thận hoàn này. Ờ. À. Đấy. Mấy cả thuốc uống nữa. Mấy cả có cả rượu ngâm. Rượu ngâm. Rượu ngâm. Ừ. Mấy cả thuốc đâu nhỉ? Đây. Mẹ như Mao Đệ là không chuyên nghiệp bằng mẹ rồi. À. À. Thuốc. Đình Thị Ước à? Vâng. À. Đấy có số điện thoại liên hệ luôn. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì đến ủng hộ cho gia đình nhà Mao Đệ nhá. Dạ vâng. Ừ. Cứ lấy mật khẩu Sapa TV là được khuyến mãi đúng không? Cười trừ. Mọi người ai mà có bệnh gì mà muốn mẹ Mao Đệ chữa thì mọi người cứ alo cho mẹ Mao Đệ là 0978 297 312. Lấy mật khẩu là Sapa TV nha anh em nhá. Đã lọc ra phần nào ra phần đấy rồi. Cái này là để làm thắt lưng à hay là làm cái gì đấy? Anh nghĩ là làm gì? Anh không biết được. Làm được món gì không? Ui dồi ôi. Cái món này hầm được không? Có ăn được ra nó ăn được không? Không, cứng lắm. Thế à? Hôm trước bọn em thử không ăn được. Cứng. Nhưng mà làm túi tiếc, làm ví da các kiểu không nhỉ? Đấy bộ. Cho bảo vệ làm áo giáp à? Để đi săn đúng không? Quả này mà bọn nó làm giày với làm túi da này. Trả bao tiền đấy nha. Ừ, ối tiền đấy. Cái gì nhỉ? Dior à? Dior sao? Dior, VL, VL. Versace. Vui tươi, Louis vui tươi, các kiểu đấy. Luôn vui tươi. Để làm món gì nhỉ? Hầm tất cả cái đùi này với cả bốn chân này, hầm tất. À, hầm tất đi. Rồi. Còn cái... Còn bên này. Để lọc này. Đâu? Lọc kiểu gì? Anh cái này lọc ra phần mỏng tối thì à thế thì cứ chặt ra lọc dần nhá. Chặt đuôi ra nhá. Thử dao ra nào. Sẽ dao luôn cho mọi người xem xương cá sấu cứng lắm đấy. Đấy. Đây mới gọi là dao chứ. Ui giời. Được của nó đây nhờ. Đây, ông lọc phụ cháu đây. Ủa, đúng thật nó không có thịt mấy. Nhìn thấy bộ khung nó to rồi. Ừ. Cá sấu này thường người ta hay làm những món gì nhỉ? Em cũng chả biết được. Hấp nướng này. Răng muối này. Xào. Đây chứ lọc xào. Để thế này chứ. Đây, chỉ lê thăn này. Thế còn cái này cũng lấy cả đấy chứ. Cần quá chứ phải bỏ mỗi cái xương này thôi. Nó sụn. Sụn đúng không? Cái xương này làm gì không em? Xương. Tí hầm mới lại là cứng nhở. Xương siêu cứng luôn. Rồi dao à. Chắc đấy nhá. Ui dồi. Xương cứng lắm. Xương cực cứng. Thân nghiến này là em mua bên Sapa TV sao đúng không? Hình như thế anh ạ. Mẹ Mao Đệ hay đặt Sapa của Sapa TV của anh. À. Chầm chéo rồi nhưng mà liệu có óc không nhỉ? Óc. Mao ca nhỉ? Xưa nay thì làm gì mua được óc nữa? Để sáng sớm. À đây. Hay là làm bộ óc cá sấu? Ui. Có óc không? Lấy kiểu gì ra nhỉ? Anh em làm tí óc cá sấu này. Làm tí óc cá sấu làm chẩm chéo, nước chấm thần thánh. Đây là cái món chính này. Wow. Ôi cha. Phải lấy cái mùi hay cái gì đấy. Cái này mình nấu sao hả? Cái này phải hỏi đầu bếp chị ạ. Wow, em lấy cái mùi ngải cứu ở trong nữa. Đó. Wow, cái da cái đuôi của nó ha. Sẽ cho ra mâm trước nha. Ừ. Ôi giời ơi. Cái đuôi kia bây giờ không biết là ấy chưa nhỉ? Cái đuôi nó mềm chưa nhỉ? Mềm. Ừ. Wow. Ôi cha.
Đây là một phần đuôi của nó đấy. Lần này có đầu bếp có khác anh nhỉ? Ừ. Nhìn nó rất luôn. Nhìn nó đâu ra đấy phết này. Bếp nó phải khác đi. Đây là mùi ngày cứu nằm đây. Quá đây, đây. Cái chân. Chân. Ôi ôi. Loại này là hay làm giày mới làm ấy này, đúng không? Sao nãy hôm ấy mấy anh làm như nịt. Anh đăng ký xin một miếng rồi. Ok luôn. Để lát về làm cái dây lưng. Để nghe thử nghe chạm vô nha. Ôi mềm lắm cả nhà ơi. Mình nhưng muốn chân gấu ấy chả. Nhưng khi nào đã ăn được chưa chứ? Em nghĩ ăn được rồi ấy. Lâu lắm rồi mình không ăn thịt cá sấu. Thế bảo là Nga là mười mấy năm rồi đúng không? Dạ. Chiếm lấy em nó. Chiếm lấy em nó. Chiếm lấy em nó nhờ. Dạ. Ok. Như chân gấu luôn. Nhưng mà Mau Đệ là thấy hết bàng hoàng chưa? Dạ. Mau Đệ ăn được không? Dạ ăn được. Đấy, em ăn, nếu mà ăn lần này là lần thứ ba. Thịt cá mà Nga ăn lần mà nhưng mà là... Mau Ca toàn chơi kiểu thịt pet của Mau Đệ thôi. Mau Đệ cả không biết nấu. Đúng rồi. Chỉ có một thôi. Thế à? Mình ăn hết con cá sấu này. Rồi, lên thôi. Lên là. Nào, chiếm em nó. Chiếm lấy em nó. Bây giờ làm uống bia hay là uống gì nhỉ? Uống bia đi anh. Bia đi nhá. Sinh tố lúa mạch. Rồi, làm tí. Em uống được không? Ơi, sinh tố lúa mạch là uống ác luôn chứ. Đây, mấy anh em ngồi đi. Mời cả nhà ra đi. Bà ơi. Bà ơi, mời bà ra đi, bà ơi. Bà ơi, xuống ăn cơm bà ơi. Mà để cho bia vào đây. Để anh. Cái này là bia hả? Cái này là bia. Ồ, bia mà. Cái này là bia, nhưng mà để cho mọi người nhá. Có bỏ đá luôn. À, mình múc như vậy lạnh. Hả? Ừ. Lạnh rồi. Này, em thích uống đá. Phần này là phần của anh Hải này. Làm gì đấy? Phần này là phần của chị Nga này. Ồ, cái gì đấy? Phần này của em. Tức là bắt cái gì vào thịt gắp ấy. Ôi trời ơi. So với mọi người là mình chỉ dùng bát này thôi. Nhưng mà chị Nga là đây là một mâm thịt cá sấu. Tất cả các là cá sấu này hả? Cá sấu hết. Wow. À, đây là món cá sấu rang muối này. Cá sấu rang muối. Đây là món cá sấu nướng này. Ừ. Món đằng kia đây đây. Món này là món cá sấu á lòng mề cá sấu. Xào dứa. Xào thơm. Rồi còn món gì nữa nhỉ? Đây đây đây. Món này là món thịt cá sấu xào xả ớt. Wow. À. Này có đầu bếp phát làm nó khác ngay nhỉ? Nhìn có vẻ chuyên nghiệp đấy. Rồi anh em đầu bếp ra đòn đi. Nhưng mà em thấy là thời tiết ở Ba Vì nó khác với lại thời tiết ở ấy không? Ở Sapa không? Khác hoàn toàn. Ở đây nắng lắm, còn tầm này 40 độ rồi đấy. Rát hết tay chân luôn ở nhà. Mình phải đây, cố gắng. Cốc của chị Nga đây. À, chị ra đây nhìn thấy bọn em thế này là biết rồi. Thiên cháy luôn rồi. Thiên cháy luôn à? Dạ. Chị bữa nay cũng... Đây, lấy cho Mau Đệ một cốc nào. Đâu, cốc Mau Đệ đấy. Không, em cốc nhỏ rồi. Cốc Mau Đệ đầy. Đây, cốc Mau Đệ đây. Đây. Chỉ đúng một cốc thôi. Nhưng mà năm nay Mau Đệ bao nhiêu tuổi rồi? Mau Đệ là sinh năm 2K. 2K là năm nay 25, 23. Rồi, đủ tuổi uống bia rồi cả nhà. Ok. Nào, thừa tuổi rồi đấy, còn sắp lấy vợ rồi đấy. Hai đầu bếp rất là nhiều. Nào, mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả các bác nhá. Anh em ơi. Tama TV. Mai Đình. Nga Subo. Mai Đình. Sapa TV. Mai Đình. Ok, mời cả nhà nhá. Hết nhá. Hết luôn nhá. Anh em bên này cứ ra đòn đi. Nhá, các bác cứ ra đòn đi. À ok nhá. Để review đến cái món gọi là nhìn nó hấp dẫn nhất. Đó là món chân cá sấu. Chân cá sấu. Rồi, đây cái này là đọc cho Mau Đệ. Đấy, Mau Đệ này. Đúng Mau Đệ mà chơi hết. Chơi hết cái này cũng no ấy. Luôn đấy nhỉ. To hơn tay em. Bằng bắp chân luôn đấy. Thôi. Hay. Em hả? Nga giải quyết cái đấy đi, anh làm cái bé bé thôi. Ôi ôi, quên một em bướng cái tay em nhiều luôn ấy. Ui, chà. Wow. Cường quá. À, đây, cái này của mình. Anh Hải, một cái chân. Đấy, thầy. Nhưng mà nhìn cái này sao mình thấy giống cái chân giò lợn đen thế nhỉ? Đấy, ăn vậy cho nó ngon. Đây, mấy anh em, đây, còn cái này là... Của anh em hết. Của anh em tất. Đấy, rồi xin phép mời đại gia đình mình nha. Em mời anh, mời chị. Ok. Mời anh em nha. Mời tất cả mọi người. Em cũng chưa thử xem là... Lâu lắm rồi. Rồi, Nga thử trước xem nào. Mình có chấm cái gì không hay là mình chỉ thế thôi? Đây có nước chấm đây rồi. Đây. Ồ, muối tiêu chanh cả nhà ơi. Đúng rồi, xong rồi lại cứu. Ừ, nóng. Nóng không? Hot. Hot.
Very hot à? Very nóng. Giờ mau đệ thử thế nào. Rồi. Mời anh em đi. Ui giời. Cầm chắc tay á. Ui cẩn thận không, cái móng chân nó móc vào mồm. Đúng rồi, em phải tách tách một cái móng á. Chắc. Cẩn thận vẫn hơn. Chắc thịt mà cây ta bị thế. Rồi, quánh cái quánh cái chân nó luôn. Nguyên cái cụm bàn luôn. Cái chân này là cái này là ngậy lắm nó nhỉ. Con này nó dọa em nhiều lần lắm rồi. Con này ghép lâu rồi, ghép từ lâu rồi. Em mà cái chân đúng không? Em cây nó lâu lắm rồi. À. Giờ mới là xử lý ha. Rồi. Rồi bỏ cái móng đi rồi. Nó móc vào mồm. Cái em nó có ngậy không? Ngon lắm ạ. Ừ. Da của nó mềm chưa? Mềm. Rồi giờ tới thầy đi thầy ơi. Đấy. Rồi xin phép anh. Thử món đấy đi. Tổng tư lệnh Air Club mời cả nhà em nhá. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Đấy, nấu phải mềm như này chứ. Đúng rồi. Cái này chứ. Cơm bản này em không phải... Ngon. Em không phải đầu bếp thế nên là hơi khoai. Nấu miếng là hơi khoai. Mời tất cả mọi người nhá. Chủ nhà chơi miếng gì đấy? Thôi chủ nhà làm cái đuôi đi. Chủ nhà làm cái đuôi. Đúng rồi. Cái đuôi. Đưa cái to lớn lên. Đấy, em đuôi này ngậy lắm ấy. Đây. Bay luôn. Cầm tay em. Ôi ngon nha. Cái em đuôi này thì ngậy lắm đấy nhỉ. Động vật thời tiền sử. Đấy. Ui nó dính. Ăn cái da này mới ngon chứ. Cái da này nó mềm mà nó bùi. Da nó mềm. Nó thơm gia vị. Không bị ngấy. Đúng rồi. Anh cho em xin cái giấy với. Đừng lau giấy, sao giấy này hay bị ấy đấy. Em bị giấy dính tay rồi. Lấy cái giấy ướt. Hôm nay ăn một cắt trước thôi nhỉ. Ngon đúng không? Hả? Thế mà hôm trước nấu ăn chán với mẹ gì. Ăn như kiểu thịt gà công nghiệp thì Đúng rồi, không lại còn để tủ lạnh kiểu đúng rồi, gà công nghiệp để tủ lạnh đúng không? Lần trước nha, anh đã mua con cá sấu về để làm món cá sấu nướng rồi. Nhưng mà không thành. Ăn nó kiểu gì ấy thịt. Nhưng mà cái cá sấu tươi này công nhận là ngon đấy. Nó khác cá sấu chạy. Mời anh em nhá. Bánh vắt tan ra này. Sướng. À đấy, quên. Từ từ. Hôm trước em thịt cá sấu ấy là bỏ đi cái món ngon nhất của cá sấu. Hôm nay hai đầu bếp bảo là cái món lòng mình mới là cái món ngon nhất của cá sấu. Thế cơ hả? Thử trước xem nào. Nghe hả? Vâng. Rồi, cảm ơn. Em xin phép gia đình nha, em thử đấy. Cái này giống bà tử quá nhỉ. Đấy, nó kiểu như lạ không? Cái này lòng. Là nội tạng lần đầu tiên mình ăn của cá sấu á. Đúng rồi. Không biết là ngon không? Ủa sao giòn chứ anh? Được rồi nè. Nội tạng cá sấu à? Ôi giòn tay anh ơi. Mời mọi người nha. Giòn lắm. Ôi giòn thế nhỉ? Sao giòn? Giòn hơn tất cả bà tử em từng ăn luôn. Nha. Giòn ngon lắm rồi ạ. Nó mềm dạ. Thơm nó mềm mà nó giòn. Nó không phải kiểu giòn dai mà giòn. Sao à, sao về dưới này thơm cực. Rồi. Trời ngon quá ngon. Thầy. Ok đúng không? Anh cho em xin bát cơm trời ngon quá. Đâu bếp làm cơm ấy. Nga thì nói là không chịu được. Tuyệt vời quá. Cái này chắc mình phải ăn nhiều. Ăn nhiều hơn. Chị Nga hôm nay xuống mới chứng kiến rồi ạ. Sáng nay đã 4 cái bánh mì, xong ăn xong 150 con hàu, xong ăn tiếp một cái bánh mì nữa, xong lên đây chị lại kêu đói, xong ăn hết một đĩa xoài nữa. em mà nói ra, em mà nói ra lộ là chị không lấy được chồng đâu. À, anh em cứ ra đòn đấy nhá. Rồi mời tất cả mọi người. Mời ăn được bếp nào bếp nha. Dạ. Đâu 50 con hàu đầu bếp rồi, chiến đi em. Ngon quá. Ngon không? Cũng mỗi lần về nhà là mau đệ mau ca uống rượu bia đã. Món nướng, món xào. Món này là món rang muối. Rang muối. Đó. Ok. Món rang muối. Em chỉ biết tên chứ em không biết làm. Sao anh? Nhưng mà không ngon bằng món lòng này. Ngon sao? Món lòng là đẳng cấp nhất. Rang muối ăn như thịt gà đúng không? Kiểu đúng rồi giòn.
Nó trong ngọt chị nhỉ? Nó trong ngọt quá. Đúng rồi. Ngon. Đấy là chị chắc chị ăn dính được cái miếng sườn súc. Sườn súc. Không, ngon hơn nhiều. Ngon mà. Không như em nghĩ đâu, em ăn thử đi. Anh Cường chưa ăn. Cái lá này nào? Cường ăn thử mấy anh Cường. Không giống anh làm đâu. Mời mọi người nhá. Đẹp quá đúng á. Làm đúng gì nhỉ? Rang muối. Rang muối. Rang muối. Thử xem nào. Ngang cơ anh ạ. Ngang cơ mình nấu á. Chuẩn á. Ngang cơ. Ngon, ngon hơn nhiều kìa. Em nó ngậy đấy. Còn đây là món cá sấu xào xả ớt. Đấy, mời anh em đi, mỗi anh em thẩm miếng đi. Đây, mình cứ làm hai miếng cho nó, cho hai lọ cho nó đẹp. Có cháo ấy. Cháo cá sấu. Cháo cá sấu cơ. Thôi hàu quên mất nấu cháo cá sấu rồi. Cháo cá sấu đâu ấy. Cháo cá sấu đảo quá ha. Cái món cháo này thì cũng bình thường thôi. Không ngon bằng. Không ngon bằng món chuyên. Món chuyên này không ngon bằng món lòng. Nhưng mà món lòng lại không ngon bằng món tần. Nào. Món ngon nhất. Nào. Đây đây, vào đây, hết đi. Hết nha. Hết nha, món này bao nhiêu nha. 20 tháng này Nga là anh Nga tổ chức cho Nga có cuộc thi gọi là giao lưu ăn giao lưu cùng Nga sumo. Đấy. Nếu mà các em mà sắp xếp được thời gian này lên đấy giao lưu cùng Nga trên Nga Sapa. Ở trên nhà hàng anh. Ai mà ăn thắng được Nga sumo phần thưởng sẽ là 50 triệu đồng nhé các bạn nhé. Đấy. Chị mà solo thì phải có lấy phải sắp lịch người này hôm nay người. Đúng rồi. Không không không, có nghĩa là bọn anh tổ chức hai hôm. À tức là tất cả mọi người đều ăn với nhau. Không. Tất cả mọi người đấu với nhau thoải mái xong thắng em đây em ăn với chị Nga. À. Tức là ăn cùng Nga sumo. Đấy. Đây. Ai phải gọi là đặc biệt nhất thì mới được vào vòng chung kết với chị Nga. Đúng rồi. Chị Nga là tuyển thẳng vào vòng chung kết. Như em là em trao cúp luôn cho chị Nga. Nga này, này. Cái da rất là giòn. Nhìn ngon nhỉ, chị lại ăn nhìn ngon. Ngon không? Ngon. Lần trước anh em bọn em ăn nó, không ăn được cái da này đâu. Mà đấy cá làm dai lắm. Dai kinh khủng luôn. Anh chưa ngá như kiểu là ngá vào cao su ấy. Rồi anh em thôi thì bốc ra vậy. Đây là nồi cháo cháo cá sấu luôn. Cháo cá sấu được rồi. Rồi cứ mua đi. Ui, nhưng mà phải nói là ăn rất là ngon miệng luôn này. Lâu lắm ăn măng rồi. Nó sủi ngon lắm. Hả? Nó ngon như gà. Nhưng mà cá này sấu thì rất là nhiều đạm đấy. Dạ. Nên là nhiều đạm à? Cá nhiều hơn vitamin go go vậy. Anh nghĩ là nhiều hơn ạ. Em không để ý lắm. Đấy chị ơi. Đấy. Nghe nói chị đói thì em đặc biệt chuẩn bị cho chị. Cảm ơn. Cảm một không? Bát cháo. Người ta gọi là cháo đậu. Cháo đậu. Ủa, nhìn đã nhờ. Chín rồi thầy ơi. Cái chân này là chân trước hay chân sau mà to thế nhỉ? Mấy ngón. Chân sau. Chân trước 4 ngón, chân sau. Chân sau 5 ngón đúng không? Chân trước 5 ngón, chân sau 4 ngón. À. Chân sau. Chân sau là mới to. Quá nhiều luôn. Nhưng mà ngon quá. Đây, chân sau đây. 4 ngón đúng không? Nhìn hấp dẫn thế. Nó ngọt nước rồi. Em thì thật sự là vì mạnh lắm mà ăn hết cái buôn này tắt rồi. Em ngán cái cá sấu đến giảm. Nhưng mà chơi hết đi. Khá là nhiều thịt nhá. Trong này vẫn nhiều thịt, em thử còn da. Đây thịt trong nhá. Đấy, em bóc bỏ cái lớp da ra. Không, da ăn ngon mà. Cái này nó không như kiểu cá sấu mà để đông lạnh á. Người ta bán là xong người ta bán người ta lại chặt bỏ hai bên chân rồi. Đúng không? Cái cá sấu đông lạnh á. Cái chân này. Là tại sao mọi người ta bán cá sấu đông lạnh là lột hết da rồi. Da là để làm đồ trang sức. Có lẽ là anh nghĩ còn là chặt bỏ hai bên chân. Anh nghĩ là cái chân cá sấu á là kiểu nó là thượng hạng rồi, ngon. Nên là người ta chặt ra để nhà ăn nào. Úi giời, sao người ta lại chặt bỏ hai bên chân? Hay là cái lúc lột ra là người ta sẽ
cái 20 cân đấy là phải lấy để da nó ốp cho da nó không bị rách. Anh em biết sao thì anh em biết sao thì anh em comment khác nhá. Đúng rồi. Đúng như bồ củi. Rồi vô cái nào. Này mình có khăn ướp này, có khăn ướp thì lâu nữa. Con này có những khăn khô vậy. Đi ăn bảo cho phiên cho bác lấy cái khăn ướp này. Dạ, quên mất. Ngồi xe. Ừ, ngọt quá. Ừ. Nó đa cái mồm. Nhiệm vụ của Mao Đệ là phải xơi hết cái này nhá. Cái da này á. Ừ. Yêu quá cái da này. Yeah. Mấy lần trước bảo là da không bao giờ ăn được. Ừ. Nhưng mà bây giờ lại khoái cái da này. U ngồi ăn đi U. U làm cái chân nhá. À là U tham gia live stream các kiểu ấy nhỉ. À phát trực tiếp luôn. À hay là trời căng thế nhỉ. Nào. Thế thì Mau Lệ phải chơi hết cái này đi. Mẹ đang live stream trực tiếp đấy. Đúng không? Mẹ em ngại không dám vào đâu. Nào. Mẹ vào đi. À, chào tráng sĩ. Trước mắt này. Mình đi đâu nhỉ? Hả? Ngồi đi. Cay quá. Lấy can bia luôn. Đâu rồi? Em ơi, ra đi. Ủa này. Cay quá. Muối cay ngon. Mà ngon không? Cay hết mùi à? Chuyên đi. Này. Cắt cái nào, hai anh em này. Em đi rửa mồm, cay quá. Rửa mồm. Hả? Đây là cháo cá sấu, em đã bao giờ ăn nghe cháo cá sấu bao giờ chưa? Lạ quá anh ơi. Cái này thì chị Nga còn ăn khoảng tầm 30 bát như thế này. Thế đi, nói đâu thế ha. Nào, anh em mình nâng ly đi nhỉ, có bia chưa? Đổ lũ lên cho em. Đây, cái này của Mao. Mao Đệ đây. Biết Mao Đệ thích ăn giang không? Tặng Mao Đệ. Cắt nha. Nó cầm thở chết à? Vô nha. Mà là xin phép là mình uống bia này. Không biết bia khá hơn. Không được. Bắt cháo cá sấu. Cháo cá sấu anh em ạ. Ừ. Thấy sao? Có đậu xanh nữa anh, dẻo mùi hơn. Ngon. Ôi, Mau Ca giải quyết hết cái đuôi đi. Dạ? Giải quyết hết cái đuôi đi. Đây, Nga Sumo hết cái chân rồi đây này. Không có cái chân mà. Đấy. Em ăn cái kiểu này à? Em ăn hết cái đuôi này chắc chết rồi. Chết rồi. Mau Đệ hết chưa? Không chết được nữa à? Rồi. Ủa thuốc. Nhiều người nếu mà không biết mà bảo xem video và cắt ghép thì đúng là thật sự là không còn gì để mà nói. Nhưng mà tất cả anh em mình khi nhìn đến Nga ấy thì không ai tin được cả. Đúng rồi ạ. Không ai tin được, chỉ có tận mắt chứng kiến thôi. Bằng đúng rồi cân vợ em. À, Nga thì còn ở lại đến mùng 10 tháng 8 thì sẽ bay về Mỹ. Đấy, hẹn là Nga đã hẹn anh em mình rồi. Sang năm là anh sẽ đón anh em mình, gọi giống kiểu như là một chuyến xe xuyên Việt toàn anh em YouTuber đi đâu là chơi tưng bừng, chơi khô máu này đấy. Em thì chưa dám hứa, chưa chắc chắn nhưng mà cố gắng thì sắp xếp thời gian. Đấy. Chẳng hạn như là em có thể đi trải nghiệm được mấy ngày ấy. Hiểu không? Anh thì bố trí cái xe khoảng hơn 50 chỗ, xe to đùng đùng ấy như chở cầu thủ bóng đá ấy. Đấy, họ thuê mình thuê hẳn cái xe giường nằm anh em đi chơi. Cứ em đi được bao nhiêu ngày xong rồi em vào địa điểm nào thì em thích không em lại bay về. Vâng. Em sắp xếp công việc xong rồi thích lại bay vào, vui. Rồi. Vâng. Bây giờ thì hello cả nhà, mình hôm nay là Nga đã có dịp giao lưu với lại anh em Tam Mao Tam Đệ và được tất cả anh em bạn bè ngồi đây nè và chế biến một cái con bếp thật sự là rất là bất ngờ nhưng mà ngon quá. Em cảm ơn anh đầu bếp nhiều và cảm ơn anh hôm nay đã ăn thử thách với 50 con hào nha cả nhà. Anh mà chơi đâu không? Mình chúc cả gia đình mình đại 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 sức khỏe, đại 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 thành công, đại 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 vui vẻ. Vô, rồi, sau đây thì anh em mình cũng xin cảm ơn gia đình Mau Đệ cũng như là Mau Ca, rồi cảm ơn tất cả anh em ở đây hôm nay giúp đỡ anh em mình gọi là
hoàn thành rất nhiều thử thách. Yeah. Thử thách 50 cân hàu cũng như là 25 150 con hàu trong vòng 5 phút. Nhưng mà ý là nặng. Phá kỷ phá kỷ lục trong mắt của anh em này thôi, chứ còn nếu mà Nga mà ăn hàu thì còn được nhiều hơn nữa. Ok, chúc sức khỏe tại gia đình nhìn mình nhé. Hết một cái nào. Hết nha, các cô chú ơi hết đi. Anh hô đi. Nào, anh em hô nhá. Dạ. Anh em ơi. Đứng xịt đã xịt. Hồi cho, hồi cho. Nào, bây giờ đứng đứng à, lên lên hết tất kia đi. Em xin phép em cũng một đoạn cuối đã đặt. Nào. Okay. Bắt đầu nha. Okay. Anh em ơi. Tama TV. Mining. Nga Subo. Mining. Tama TV. Mining. Mau đây. Mining. Chợ phiên Tây Bắc. Mining. Ok. Rồi sau đây là anh em mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn vào những video kế tiếp nha. Cả nhà chào các nào. Bye bye. Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.